Lưu chân đàn mọc dữ vậy? Phải đâu? Đẹp trai!
được làm cô dâu. Mình đã mơ. Nó biết hay lắm, nó quyết định chưa cưng? Hả? Dạ, dạ tỉnh rồi. Biết mình là ai không? Dạ em là Bạch Mai. Hả? Mày cái gì? Em là Thà Mai. Thà Mai hả? Thà Mai chứ không phải là Bạch Mai. Vô đây làm gì nhớ không? Trời ơi, bà Mai thì vô đây là Mai chứ không lẽ là má người ta. Thôi ừ. Thì chừng có chứ không vậy? Dạ, gãy rồi, hào tốn quá. Lỗ rồi đó. Lỗ chắc. Vô làm gì đi vậy ta? Dạ, em ta dạ, thắt lưng lại cho. Dạ, mời vô đây. Cái gì đó không là không xong, làm ta hết hồn. Dạ, kính mời ông bà đưa con gái ra hành nghề. Gì? Cái gì mà hành nghề? Không, hành nghề là em. Trời em hành nghề. Dạ hành lễ. Dạ hành lễ mà nói hành nghề. Trời ơi, sao muốn mà không. Dạ được rồi. Dạ cụ nhân. Dạ. Vào trong bảo con trang điểm xong chưa đưa ra lẹ đi. Dạ. Dạ, dạ mời nữ để. Ta nhìn ngươi, ta không muốn ăn cơm. Trời ơi, tấm gương mà 7 tuổi hơn tôi nói vậy. Thầy của cô trên đài là con mang không có được. Mà thôi cho con đi trên không đi. Ôi tiểu không đi trên không có được cô. Đáng lần con đáng lần. Đáng lần con mà biết lấy chồng mà khó vậy con lấy lần. Ai nhào vô lấy giùm con khi trời không dạ, dạ mời người đệ. Dạ người đệ. Dạ mời thật chưa. Dạ mời mẹ nắm con. Tâm lương bị cấm hả? Không phải. Từ từ con. Từ từ. Thánh thần thiên địa ơi. Ngự đệ đẹp trai bà bố luôn trời. Thôi đi đi. Đi đâu? Đi đâu? Đi lấy chồng. Chúa, bà lấy chồng đợi, từ từ con à. Dạ, chắc nữ đệ thương tình tha thứ. Dạ, tại vì con gái tôi là nó bất ngờ. Dạ, 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 nó sợ. Dạ, không sao, không sao. Nó như vậy đó. Dạ, dạ. Dạ, mời nữ đệ ngồi. Dạ. Nè, con Liễu Chương Đài. Con là gái quê môn bất xúc tam bộ bất ly. Con phải lại chọc theo nghi lễ. Ông mới còn gì không? Dạ, dạ. Chương Đài. À, dạ. Con là Chương Đài. Dạ. Đúng rồi, con là Chương Đài. Con nhớ con là Chương Đài. Con là Chương Đài. Con là gãy quê môn bất xúc tam bộ bất ly. Dạ. Đi đứng cho đàng hoàng. Dạ. Phải lại chồng theo nghi lễ. Lại sao vậy? Kìa con nhớ lại con. Dạ. Mẹ dạy con. Dạ dạ. Dạ mời. Dạ. Nha. Mẹ nói sao con nói vậy chưa? Dạ. Các đàn xin gửi Phật. Các đàn xin gửi Phật. Tùng quân chở che thân. Tùng quân chở che thân. Một lại xin kính cẩn. Một lại xin cắn cẩn. Trời ơi. Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi. Đâu đây? Trời ơi. Hỏi một lại xin kính cẩn là con nói dạ. Con nói sao 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 sợ. Một lại xin kính cái gì vậy kính một lại xin kính cẩn à. Nhắc tùm mà cũng nói là không để ra mắt lan mình. Ủa, nghe nhớ mà má nói nhiều chuyện hả? Con gấu nào trong nhà? Nè,
Lễ ra mắt Lan Quân. Nữ đệ đáp lễ. Ta cái gì vậy con? Ngài làm gì vậy? Ngài làm cho rõ lớn luôn vậy? Cái gì mà cô rớt vậy con? Sao mà? Tôi đi hồi nãy con chết với cha ngựa đệ rồi con. Dạ. Xin ngựa đệ quốc tình tha thứ tội. Vì con gái của mình đây nó còn chạy ngu. Và nếu mà có sai với điều chi, nhờ tự đệ thương tình dạy bảo. Dạ. Dạ xin nhận ra đừng ái ngại. Dạ. Hoàng hôn xong con sẽ ra miệng quan tái. Dạ, xong rồi thì mời tân nương dẹp lại. Thưa gia đặc mẫu, để con chiếu bộ tướng sĩ ba quân. Dạ. Thương nàng hối chiếc chăn đơn. Dạ, thiền nhạc gia nhạc mẫu nên tới lưu thông giếng. Được, ngựa đệ đừng lo lắng. Dạ. Cuối đầu tóc ta nhàn gia quân nhàn mẫu ta lôi lòng. Giờ đây cho con thương dòng về nơi đi chiếu bộ. Cùng với Liễu Chương Đài và hai người đã kết tình nghĩa muội huynh. Và còn bên cạnh đó thì Hoàng Xuân Trúc lại chuẩn bị kết hôn với quận chúa Yến Linh. Điều gì sẽ xảy ra với các mối tình này đây? Và ngự đệ lại mời Liễu Chương Đài về phủ của mình. Và nơi đó Liễu Chương Đài giả đang là ngự đệ phu nhân. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem điều gì sẽ xảy ra nha quý vị. Đời con tương lai, không đổi thay.
đang hát chứ. Xuân vui là sao vậy Phương Nhân? À, thì xuân là phải vui chứ Phương Quân đúng không? Mùa xuân lúc nào cũng là mùa vui mà. À, xuân là phải vui, vui thì vợ chồng ta mới hạnh phúc đúng không Phương Nhân? Dạ phải. Phương Quân ơi, chắc mời chàng ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống chàng nghe tiếp hỏi nè. Chàng, chàng sao Quân như thế nào? Có chuyện gì vui không? Chàng kể cho thiếp nghe đi. Nào muốn biết à? Dạ. Mời Dương Phi, an tọa. Dạ tạ Phương. Ta ra miền ái chiều anh, cha hát chân đặt anh đặt cha hát chân, giết giặc thù thời tàn một ngàn, giữ giang sa ngang lập tình như dự, ổn định thật đau hết lại cho tổng binh anh, ta một chuyện cho quân sĩ mọi dân, chưa hết gì đừng hạ chạy tổng binh, không gặp người con gái thiếu linh, cứ đón ta như lễ đặt hứa đầu. Mẹ cha thảm thiết vô cùng, ta mới nhận người đó là em với nhân dân hồn hồng bằng. Nhà ấy tên quê quán ở đâu, tên mặt xuân linh gia cảnh sơ. Bạc Xuân Liên. Bạc gì vậy? Hôm nay có quen với Bạc Xuân Liên hả? Đâu có. Sao thấy hào hứng như vậy? Không hề quen. Không hề quen. Sao cười? Tại vì nghe chàng đi rừng, cái chàng gặp con gái, cái hết hồn hỏi vậy mà. Ta nhớ là chứ mà ta gặp con gái là nàng ghen dữ lắm á mình. Sao gặp gái sao giờ miệng cười tươi vậy? Dạ, ghen cũng lựa chỗ ghen. À, chúng ta kể tiếp không? Dạ. Nghe ta kể tiếp nè. Dạ. Thấy một kẻ bán tớ giữa đường gặp nàng, mình gặp nàng nói hổ đơ nàng, xin cô quân cho chiếc gặp mặt nàng. Quân, chuyện xin biết vào mặt tông. Sao vậy? Nghĩ sao dám lấy tên tôi mà đi ra đường la làng ở sớm. Quân sĩ, cho đòi mà Xuân Liên già quá chưa? Giờ đây biết rồi. Dạ, em bái mừng huynh trưởng. Kìa, Xuân Liên hiền muội, ta miệng lễ. Dạ. Ta nói thì muội nha, đó thấy không? Cái người nhỏ, mắt bộ đồ đỏ. Là nhưng dạ, rất có giỏ. Nhỏ không? Là phu nhân của ta. Là phu quân. Phu nhân miễn lễ. Cái gì vậy? Người ta đang đứng, người ta làm giác Dương Phi, tự nhiên kêu phu nhân chứ tưởng đại khái mà. Kìa, đó mới là hiền muội của ta. Thấy chưa, hai người á mới gặp nhau à, nên cha chồng hỏi đi. Dạ, chàng vậy đó cho tiếp. À, hiền tẩu giọng cũng quen. Được rồi, ta là Liễu Chương Đài, là phu nhân của Ngự Đệ Quan, ta giả ơn cho. Cô nghe chưa? Dạ cô đúng rồi, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Bởi vậy mà ta nói rồi, em ta vô cùng xinh đẹp, thấy chưa? Trời ơi, thương thiệt là tương tầu hơn. Trời ơi, thân gái bơ vơ lạc lòng, số thiệt thòi lận đận trung duyên. Chàng nhận làm em quả là chuyện bình thường. Mà tình cờ nữa, kể từ đây nhiếp đã có người bầu bạn. Mỗi khi chàng bận vì quan vắng mặt. Nè, phu nhân à. Dạ. Vì á, ta quá nhớ thương nàng á, nên vội vã về đây mà chưa vào chiều bái mạng Dương Vinh. Bây giờ á, vì em ở đây hãy thăm tình, ta vào bái mạng xong á, trở về đây kiếm chuyện có được không? Dạ được, chàng cứ đi, chàng đi một năm chàng về cũng không sao. Ok, ta mới đi có 2 tuần à. Là bây giờ nhớ nàng muốn chết, bây giờ nàng bắt ta đi một năm nữa hả? Còn nàng không nhớ ta hả? Anh chưa, anh chưa. Mà tại vì á, chàng phải lo việc quan, việc nước. Còn ở nhà đã có Xuân Liên kế bên thiếp rồi, chàng an tâm đừng có lo
có bạn là quên chồng ha? Dạ không có đâu, biết phân nặng nhẹ mà. Ta đi á. Dạ chàng đi rồi, ta chở chàng lại liền có nha chưa? Dạ chàng đi đi chàng. Ta đi á. Dạ Quỳnh đi nha. Dạ Quỳnh đi. À Xuân Liên hả? Dạ. Ta kêu Xuân Liên, đâu kêu nè. Sao nàng giả? Giả chồng. Hả? Được rồi, ta đi nha. Ta về liền đó. Về lẹ lắm đó. Ta đi nha. Dạ vâng, huynh đi. Thank you.
Trời ơi, cô chị bố bà con này của con rồi. Trời ơi, chạy đi ông chị. Mày làm gì vậy? Nhỏ con mà làm dữ quá. Một cái này. Một bà bớt đóng đi. Ta mua hộp ta gắn thêm lên cho. Ông ba bữa đại ông lấy em mở đỡ. Trời ơi, ta làm có sớm gì hả? Người ta biết hết rồi sao? Chàng hỏi hết tất cả mọi người đây coi có ai không biết chàng ấy mở đỡ không? Bây giờ quá, sao? Tức quá thì tức gì? Trời ơi, bây giờ ngồi ăn dại đi luôn hả? Thiên già là quá thanh niên mà chàng chẳng thương xót gì cho dân khổ. Trời ơi, thiên già với chàng đâu phải là hàng gia luôn. Đang hưởng nhị qua rồi còn nặng tim băng xương. Chàng không thương xót một qua nào. Đời con gái đã trao về cho nữ đệ mà. Trời ơi, nhưng mà sợ đâu ra vậy? Anh khổ quá mà, trời ơi. Kêu qua đây á, để ta hỏi chuyện. Hỏi gì tự nhiên cái
nào làm cái gì mà làm bóng lên vậy? Trời đất ơi, chàng nghĩ sao mà thiếp không ra? Chàng thấy cô này khổ, cô này khóc, cô này đang khổ như vậy làm sao mà thiếp vui được? Giàu như thế nào lúc trước thiếp cũng bỏ đợi cho cô này mà. Ta biết nàng ở đợi nàng không cần quảng cáo. Ở đây bà con ai cũng biết hết rồi. Chẳng được đó nữa. Ha, mà làm cái gì mà giống như là nàng ai giật chồng của nàng vậy? Thì bây giờ thiếp ghen. Ghen cái gì? Ghen giùm. Thôi đã dạ giùm, bây giờ ghen giùm hả? Sao nhiều giùm cái gì? Ai giật chồng nàng mà nàng ghen? Trời ơi, bà con cô bác có nghe chồng em nói không? Ai giật chồng bà ghen? Hơn chứ. Sao? Hơn chứ bà cũng chúa quá. Cũng chàng là không có giật chồng thiếp đó. Chứ mà cỡ chưa dây mà chồng thiếp chưa dây mà thử mà ai mà giao vô đi ha. Trời ơi, giao vô giật chồng bà đi ha. Chỉ cái cảnh ba sẽ đúng không? Thôi sao không vậy? Trời ơi, ta nói cho nàng nghe, quận chúa của em ta đó, nơi Sơn Lâm Dương tai nạn á, thì Hoàng Xuân Trúc Gia ra ta giải cứu. Về triều đình đó, tâu với Hoàng Huynh, thì Hoàng Huynh hỏi là gia đình, thì chàng ta nói là chưa có vợ. Chưa có vợ. Bớt tâm Xỉu Không có vậy. Không có thảo chút thảo xỉu. Chưa có vợ. Cô thấy chưa? Cô sáng mắt cô ra chưa? Cô thấy đàn ông không? Bà con của bác thấy đàn ông không? Bây giờ chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi. Cũng bác mà phải không? Đàn ông khốn nạn. Nghĩ sao mà có vợ rồi hỏi chưa có vợ? Bệnh mới sắp gì? Bệnh quá. Chàng bớt nói cho thiếp vợ. Ra đây ta nói là nghe. Trời ơi, đó là lỗi của Hoàng Xuân Trúc chứ không phải là lỗi của em ta. Bây giờ chàng phải tính sao? Hoàng Huynh ra lệnh 3 ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ. Nếu mà biết chuyện này á thì nhạc gia sẽ bị rơi đầu. Thật là cảm giác giữa cuộc đời từng ngày sầu tối mộng cho cha mẹ. Có một con phận mã sẽ vào bãi kiến. Hả? Trời ơi, chú đi vô. Nó mã đi tới đây. Trời ơi, hết vậy trời. Gì hơn? Thì ta tới đây rồi, bây giờ sao? Bây giờ biết sao? Đưa mũi ta vô. À, đưa mũi này vô phải không? Đưa mũi này vô. Còn nữa? Đưa mũi này vô thì biết sao? Nàng hả? Nàng vô luôn. Vô. Bây giờ đưa mũi này vô thì chích ra. Làm gì? Thôi vô luôn đi. Đưa mũi này vô thì chích ra lại cho mày chứ. Trời ơi, ta làm cái gì nữa? Phải vô. Nàng vô. Thiếp nói chích ra. Nàng vô. Vô. Dạ, hai em xin kính bái Hoàng Huynh. Ta biện lễ, hai em hãy bình thân. Ba đã. Sao vô dinh ngự đệ chào ngự đệ, còn bà phu nhân không ai chào trong là sao? Dạ, hai em xin kính chào hoàng tử. Được rồi đó, ở bên đây em tăng được rồi, còn bà tăng bóc thì trên xuống dưới là biết chào mà. Dạ, em xin kính chào hoàng tỷ. Trời ơi, chị em chào hỏi chi cho mệt. Trời ơi, trắng quá ha. Vô, trắng vậy? Tình khổ. Lời quậy vô hả? Vô. Hai em à, hai em tới đây có chuyện gì? Dạ, kính thưa Hoàng Huynh và Hoàng Tỷ. Một ngày nữa là cử hành hôn lễ, cho nên hai em sang đây là để giao nghĩa đôi con. Quỳnh biết nhau trong hoàng tộc gia đình anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sinh được hoàng dương thương thì thân tình tình cho tên một chốn cung đình
ngôi sao trẻ. Diễn viên điện ảnh Âu Thiên Phú trong vai Tống Dương. Bye.
chưa tự tử nè. Dạ em tự tử, em kiếm cái gì em tự tử. Dạ em muốn em nhảy xuống đâu. Bị gãy răng thôi. Nhưng mà cái này là bị lố đó. Lố quá. Nhảy xuống rồi gãy răng rồi sao? Lố. Lố quá. Lố vậy. Dạ Dương Minh ơi, là Dương Minh. Dạ em nhảy xuống lầu em chết. Mà hôm sau em chưa cầm cây nó kêu rụng lắm. Em không chết. Em té một cái trung. Mặt mày em nó trơ trọi gì đó Dương Minh. Dạ em té mặt nó trơ. Thầy em ơi. Thầy bình thường. Dạ bình thường đứng lên đi. Dạ. Đâu rồi, ông Dương Minh? Sao lạ vậy? Trong tàu dặn cáo, quận nương bảo rằng ngữ đệ và Dương Phi sử dụng. Dạ, dạ đúng bây giờ, ngữ đệ lại tô cao em. Dương Minh ơi, Dương Minh ơi, ông lòng em trình cáo rõ ràng. Chuyện tai nạn đó, chuyện tai nạn đó chỉ là quỷ kế. Trời ơi. Dạ, dạ đúng vậy đó, ông Dương trời, Quỳnh. Ông Phật ơi. Ông có đi đâu tu, ông cũng phải ngó xuống giùm con 5 phút. Trời ơi trời, đau khổ quá mà. Chồng tôi tơi tả, te tua tàn tả như vậy. Chỉnh tóc cho ta lại coi. Giờ này mà còn đòi đẹp trai mà. Khổ quá mà nói lòng nào mà nói chồng tôi là quỷ kế. Tại sao? Dạ, trời ơi. Dạ, Dương ơi. Để cho nó cốt nhục khỏi thôn tàn á. Em xin trả chức tự quan. Trở về nơi thôn giả. Tất cả nghe đây. Hoàng trị nước chẳng dân trăm họ tầng lộc ân chứ hầu xứng thần ngưỡng mộ. Ngoài bình định đông ban chú toàn cương thổ sao trong chiều nổi sao thịt đòi gia tiên cho ta sầu khổ thương. Quả quyết chưa hẹn chọn hồ ứng. Nếu có vợ rồi, thờ
chịu tội đồng rơi. Nhà ngươi thay đồ là nhà ngươi quên hết rồi à? Dương Phiên. Dạ. À, cứ đâu. Nào bảo quận chúa gieo sầu chỗ phận gái. Dạ quận quý. Dạ. Dạ 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 dạ. Điều chi? Dạ có thiện quan công tử xin vào ra mắt chỗ gieo. Dạ. Dạ, Điện Quang xin ra mắt Hoàng thượng, chúc Hoàng thượng vạn thọ vô cương. Này Điện Quang công tử, sao có gương đã cổ lâu? Dạ muốn tâu Hoàng thượng, thần liều chết vào đây để gặp Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng hãy ngừng ngay cuộc hôn nhân giữa quận nương và quận mã. Nếu ta không né tình bình bổ thượng thơ, ngươi và quận nương đã kết thân từ thuở nhỏ, thì ta sẽ đeo đầu đợi tam tốt vì tội phạm thượng. Bệ hạ, vì nắng hương sâu như trời bên dế thanh hùng, nên thần không thể đứng nhìn quận nương lấy tình yêu sai chiều là toàn tài nước sáng nữa để quý nương chia đàn đối ngã, vì quận nương đã vô tâm đành đoạn kết duyên thường. Okay.
mà giống phụ nhiều à.